ngang ngược thay tổng hành đạo, Tô Lâm vào tình cảnh tứ bề thọ địch. Nếu để ông Võ Văn Thưởng ngồi ghế chủ tịch nước đến hết nhiệm kỳ, còn Tô Lâm sẽ về vườn thì có lẽ đây là giải pháp an toàn nhất. Bởi không tranh đoạt quyền lực thì bản thân ít gặp nguy hiểm. Chỉ cần gây dựng cho đàn em gốc Hưng Yên lên nắm quyền tại Bộ Công an thì xem như Tô Lâm an tâm hạ cánh. Hầu hết quan chức đều hạ cánh an toàn, chỉ có Nguyễn Chí Vịnh là trường hợp ngoại lệ. Có lẽ từng làm sếp của Tổng cục 2 là Tổng cục Tình báo Quân đội. Ông Vịnh biết quá nhiều nên khiến ai đó sợ lộ. Với ông Tô Lâm về vườn, át ông cũng nắm được không ít bí mật của các đồng chí. Cũng bởi vì nắm quá nhiều bí mật nên ông mới thay tổng hành đạo, và Võ Văn Thưởng là nạn nhân mới nhất. Tuy nhiên, nếu về vườn mà có đàn em nắm Bộ Công an, thì ông Tô Lâm ở sau hậu trường vẫn có thể giật dây. Đánh úp Võ Văn Thưởng chỉ để lấy chiếc ghế ngồi tạm, Tô Lâm khiến nhiều đối thủ hợp lực đối phó. Sự thật, tham vọng của Tô Lâm là ngôi cửu ngũ chí tôn, chứ không phải chức bộ trưởng. Xưa này ai nắm binh quyền thì người đó có cơ hội tạo phản lớn nhất. Và thường chỉ có các quan võ mới tạo phản. Tô Lâm là quan võ và ông cũng đang nắm lợi thế này trong tay. Ông hoàn toàn có thể nói chuyện bằng vũ lực. Từ đầu năm cho đến nay, đa số các vụ bắt bớ mang dấu ấn của Tô Lâm hơn là của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói ông Tô Lâm đang thay ông Tổng hành đạo nhưng lại không làm theo ý ông Tổng. Ông không còn bắt người theo quy trình của ông Tổng đưa ra, đồng thời cũng hạ luôn đệ tử ruột của ông Tổng Bí thư. Sự ngang ngược đạp lên uy quyền của sếp, lạm quyền bắt người bừa bãi, đốn luôn cả trụ cột của sếp, chính là hành vi của kẻ tạo phản. Đây chẳng khác nào là lời tuyên chiến mà Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gửi đến các đối thủ còn lại trong đảng. Trong tay Tô Lâm có binh quyền, ông tận dụng tối đa những lợi thế mà ông đang có. Ông không thích thương lượng, chỉ thích chảm tướng để đe dọa đối thủ. Nếu các phe khác không tìm cách đối phó với Tô Lâm thì họ có thể gặp hậu họa khó lường. Kết quả phân chia quyền lực bị rò rỉ cho thấy nếu Tô Lâm không chùn tay thì các đối thủ của ông cũng không lùi bước. Tấn công Võ Văn Thưởng chỉ lấy một chiếc ghế ngồi tạm thì rõ ràng đấy là hồi chuông báo động cho các phe nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh. Nếu Tô Lâm vì quyền lực mà bất chấp thì nhóm lợi ích chính trị khác cũng như thế. Nếu Tô Lâm có binh quyền thì nhóm khác có lợi thế quân đông trong bộ chính trị, bên nào cũng muốn tận dụng tối đa lợi thế thượng phong. Và xem ra ông Tô Lâm đang yếu thế. Giờ đây ông Tô Lâm đang tứ bề thọ địch. Trước khi tạo phản, Tô Lâm ít có kẻ thù trong đảng hơn bây giờ. Khi đó các phe nhóm bị triệt hạ chủ yếu là nhắm vào ông Tổng Trọng, vì chính ông là người đốt lò. Thế nhưng khi chính Tô Lâm cũng phản chủ, thì các đồng môn vốn cùng phe lò với Tô Lâm cũng không thể nào ngồi yên để mà Tô Lâm muốn làm gì thì làm. Có thể nói vì muốn thay tổng hành đạo, giờ đây Tô Lâm đang lâm vào tình cảnh tứ bề thọ địch. Làm chủ tịch nước mà đệ ruột không nắm được Bộ Công an thì Tô Lâm lành ít giữ nhiều. Đã vậy, tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng bị lẻ bảy khỏi Bộ Công an, thì sức bảo vệ của chiếc ghế chủ tịch nước mà Tô Lâm sẽ ngồi mong manh hơn bao giờ hết. Không biết trong các hồ sơ điều tra phốt của các đồng chí, ông Tô Lâm có những bộ hồ sơ mật nào có giá trị để mà ngã giá quyền lực hay không? Bởi nếu đã quyết làm phản mà tính chỉ trong một phương án thì sẽ rất rủi ro. Người cẩn thận luôn phải có phương án dự phòng. Nếu Bộ Công an bị kẻ khác kiểm soát, thì hồ sơ đen của các đồng chí, đặc biệt là các đồng chí trong tứ trụ, sẽ rất có giá trị với Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ngang ngược thay tổng hành đạo, Tô Lâm vào tình cảnh tứ bề thọ địch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Lý do Tô trở thành con ngựa bất kham. Đảng Cộng sản đã dùng công an làm lá chắn để bảo vệ chế độ và họ được hưởng những đặc quyền, đặc lợi.
đặc quyền lớn nhất mà Đảng trao cho Bộ trưởng Bộ Công an là quyền bổ nhiệm và thuyên chuyển các giám đốc công an tỉnh. Ở các bộ khác, Bộ trưởng không có quyền bổ nhiệm giám đốc sở mà quyền này thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đó. Với đặc quyền này, giám đốc các sở công an các tỉnh không thuộc ekip lãnh đạo của tỉnh mà là tai mắt của Tô Lâm. Với 63 tỉnh thành, Tô Lâm có 63 tay chân để mà theo dõi chính quyền tỉnh thay cho Tô Lâm. Đây được xem là kho báu thông tin mà Tô Lâm có được. Những thông tin này chính là những thỏng lọng dùng để sai khiến các ủy viên Trung ương Đảng đang là lãnh đạo các tỉnh thành. Vì có quá nhiều đặc lợi nên Tô Lâm trở thành con ngựa bất kham. Ngoài Bộ Công an, trong tay ông Trọng còn có Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Trần Cẩm Tú đứng đầu. Ủy ban này là một cơ quan thuộc Trung ương Đảng, chuyên đi điều tra sai phạm của các quan chức từ Trung ương cho đến địa phương, sau đó lên danh sách để trình Bộ Chính trị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, ủy ban này không có nghiệp vụ tốt như bên công an, đồng thời không đủ nhân lực để phủ sóng khắp mọi ngóc ngách của các địa phương trên cả nước. Đó là lý do vì sao trong vụ Văn Thưởng, ông Trần Cẩm Tú bị Tô Lâm xỏ mũi dắt đi. Nguyên nhân là sai phạm của ông Thưởng từ khi còn làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi đã được ông Tô Lâm điều tra rất kỹ, có hồ sơ lưu lại chi tiết. Trong khi đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương không có hồ sơ, không rõ là do vô tình hay cố ý mà đã bỏ sót. Tô Lâm lâu nay vẫn xem Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ là hai đối thủ. Phạm Minh Chính vốn là đối thủ khó chơi đối với Tô Lâm từ khi ông Chính còn làm trong Bộ Công an. Giờ đây, ông Chính cũng là đối thủ của Tô Lâm khi cùng nhắm đến chiếc ghế Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng khóa 14 sắp tới. Ông Vương Đình Huệ đã bị Tô Lâm xem là đối thủ vì ông Huệ cũng nhắm đến ghế Tổng Bí thư. Đặc biệt, ông Huệ lại được ông Trọng chọn mặc gửi vàng. Rất có thể đến Đại hội 14, ông Trọng sẽ giới thiệu ông Vương Đình Huệ mà không giới thiệu Tô Lâm. Giờ đây, các phe đang vất vả để mà kiểm soát con ngựa giở trứng Tô Lâm. Mục đích của ông Tô Lâm khi thuyên chuyển ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh là để đánh vào ổ của ông Phạm Minh Chính, bởi nhóm lợi ích Quảng Ninh chủ yếu là đàn em của ông Phạm Minh Chính, do ông này gây dựng lên từ rất lâu. Tất nhiên những người này cũng chẳng ưa gì Đinh Văn Nơi, bởi họ hiểu Đinh Văn Nơi đến Quảng Ninh là để soi những sai phạm của họ. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2023, kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 14 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với 27 người giữ các chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu ra. Ông Đinh Văn Nơi lọt vào số người có số phiếu tín nhiệm thấp nhất trong 27 người trên. Ngoài ông Đinh Văn Nơi còn có ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và bà Bùi Thị Hương, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, có cùng 8 trên tổng số 61 phiếu tín nhiệm thấp. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đạt 61 trên 61%, tức là tỷ lệ 100% số phiếu tín nhiệm cao. Điều này cho thấy cả bộ máy chính quyền tỉnh Quảng Ninh không ai ưa Đinh Văn Nơi cả, vì ông này là tay chân của Tô Lâm đến để soi xét họ. Ông Nơi chỉ là trường hợp điển hình, còn 62 giám đốc công an tỉnh khác hầu hết cũng là tay chân của Tô Lâm. Đây là đặc quyền mà Tô Lâm có được từ sự nuông chiều của Đảng Cộng sản, và tất nhiên Tô Lâm đã tận dụng nó tối đa. Ngoài đặc quyền như thế, Bộ Công an của Tô Lâm cũng được Trung ương Đảng duyệt chi ngân sách khổng lồ. Đến trên 100.000 tỷ đồng, gấp tới 16 lần ngân sách cho Bộ Y tế và gấp 15 lần ngân sách cho Bộ Giáo dục. Đây là lợi thế lớn mà Tô Lâm trên con đường giành ghế Tổng Bí thư. Khi Tô Lâm nắm trong tay phốt của 63 bí thư tỉnh ủy, cũng là 63 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, thì dễ dàng đạt được số phiếu trong cuộc bầu chọn Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ 14 tới đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Lý do Tô Lâm trở thành con ngựa bất kham. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de.